xin chào các bạn mình là đức minh bên công ty nhôm đúc nam định hôm nay thì đức minh sẽ chia sẻ cho các bạn một số kiến thức về lựa chọn cổng nhôm đúc cũng như là hàng rào nhôm đúc và lan can nhôm đúc dành cho ngôi nhà của mình đầu tiên khi các bạn lựa chọn bộ cổng nhôm đúc hàng rào hay là lan can thì các bạn để ý cái phần thiết kế của căn nhà ví dụ như là nhà mình là dạng biệt thự tân cổ điển hay là dạng nhà ống, nhà phố hay là dạng nhà máy Nhật, máy Thái thì dựa vào những cái yếu tố đó mình sẽ lựa chọn những cái bộ cổng hàng rào và lan can cho nó phù hợp. Tránh trường hợp là khi các bạn nhìn thấy những bộ cổng này rồi lan can hàng rào này rất là đẹp nhưng mà khi mà lắp vào ngôi nhà của mình thì về sau này nhìn nó lại không đẹp, nó không phù hợp. Ở đây thì gia chủ sử dụng cái phần cổng có mái nên khi mà sử dụng cái cổng có mái thì là công ty nhôm đúc Nam Định đã tư vấn cho gia chủ sử dụng cái bộ cổng nhôm đúc Buckingham nhưng bỏ cái phần mũ vua và cái con sư tử ở phía bên trên để đảm bảo khi mà lắp xong thì cái phần hai trên vai của bộ cổng nó không bị hở quá và cái bộ cổng Buckingham này nó phù hợp với những cái nhà hiện đại một chút thì là nhìn nó sẽ đẹp hơn chứ những cái nhà mà dạng ngói đỏ cổ hoặc là những cái à, nhà mà dạng à, từ đường hay là những cái nhà dành cho à, nhà thờ thì cái đó là nó không phù hợp và bên cạnh đó thì cái phần ô hàng rào cũng rất là quan trọng cái ô hàng rào đây là ừ, gia chủ sử dụng cái phần à, hàng rào bông lúa hai tầng thì phía bên trên có sử dụng cái phần Uh, ngọn giáo. Nếu mà những cái uh, hàng rào mà uh, có ô tường thì sử dụng cái hàng rào này thì nó sẽ không phù hợp. Phải lựa chọn những cái hàng rào có những cái đố chạy xung quanh và liên kết với cái phần tường. Còn ở đây thì là hàng rào thoáng sử dụng cái mẫu này là uh, phù hợp. Và phía bên trên có sử dụng cái phần ngọn giáo. Còn nếu mà ở trong các cái khung tường thì sử dụng ngọn giáo hoặc là cái mẫu này thì nó không có phù hợp. Đấy cái thứ hai nữa là những cái phần về à, lan can ở đây thì à, lan can sử dụng cái lan can à, hoa hồng rất là nhẹ nhàng và hài hòa giữa cái à, hàng rào cũng như là bộ cổng à, quý vị mà cần tư vấn những cái bộ cổng nhôm đúc hoặc là à, hàng rào nhôm đúc lan can nhôm đúc cho căn nhà thân yêu của mình thì hãy nhấc máy lên và điện cho công ty nhôm đúc Nam Định theo số hotline là 0946 266 860 thì chúng tôi sẽ lên thiết kế tư vấn cho quý vị và các bạn những cái mẫu hàng rào và lan can cũng như là cổng đẹp nhất phù hợp nhất với uh, ngôn ngữ thiết kế của ngôi nhà Xin chào quý vị và các bạn